nay đã có Bioasimin Fiber với chất xơ tự nhiên Synergy One và Men Vision. Đặc chế dành cho trẻ táo bón, Bioasimin Fiber tăng chất xơ chẳng sợ táo bón. Yay! Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trình của tôi là những nỗ lực không ngừng, luôn mạnh mẽ và năng động, bền bỉ và dẻo dai. Gia đình với tôi là tất cả, là lý do cho mọi quyết định của tôi. Kia Carens, mẫu xe SUV hoàn toàn mới. Kia, movement that inspires. Bây giờ là 19 giờ. Chào quý vị, bây giờ là chương trình thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày 4 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trả lời chất vấn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng hệ thống vị trí việc làm. Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng hệ giá trị Việt Nam để xây dựng con người Việt Nam với những giá trị chuẩn mực phù hợp. Hai đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước đưa ra giải pháp để đáp ứng đầy đủ nguồn cung cho các cửa hàng của mình tại Hà Nội.